đạo diễn nổi tiếng thác loạn như thế nào, người đẹp vây quanh, phục vụ tận tình. Người đàn ông ở giữa cười khỉnh, vẻ mặt rất đắc ý, anh ta là Do Hee, một đạo diễn phim nổi tiếng của Hàn Quốc. Gái xinh vây quanh không thiếu, kỹ thuật của ai cũng rất điêu luyện, nhưng đa số đều qua tay anh ta. Không chỉ như vậy, anh ta còn dựa vào ngoại hình đẹp trai và miệng lưỡi ngon ngọt, thành công chinh phục tiểu thư nhà tài phiệt Kim Ung Yoon. Một bước vào nhà hào môn, sống cuộc sống của giới thượng lưu, ở nhà có một người vợ hiền lành nhã nhặn. Bên ngoài lại được gái phục vụ đến tận giường, anh dường như hoàn thành mơ ước mà tất cả đàn ông đều muốn có. Nhưng những thứ này chỉ là bước đầu tiên trong cuộc đời anh ta còn có dã tâm lớn hơn, đó là trở thành người thừa kế tập đoàn nhà vợ. Để đạt được mục đích, anh ta có thể không tiếc thủ đoạn, cha vợ khó tính, gia đình không hòa thuận, những thứ này đối với anh ta đều không thành vấn đề. Anh ta lén lút qua lại với mẹ kế của vợ, bởi vì gái trung niên còn hấp dẫn hơn cả cái em mới lớn. Không lâu sau, Do Hee đã được cha vợ đề bạt, trở thành lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. Mới nhậm chức một tháng đã ký được hợp đồng với khách hàng lớn, nâng cao vị thế của tập đoàn. Anh ta vốn nghĩ cứ tiếp tục như vậy, chờ đến khi cha vợ chết mình sẽ có thể dễ dàng ngồi vào cái ghế chủ tịch tập đoàn. Nhưng một người phụ nữ xuất hiện đã thay đổi cả cuộc đời của anh ta. Hôm đó, Do Hee nhận được tin nhắn. Một cô gái tên là Cheong Yeon hẹn gặp anh ta ở khách sạn lúc 3 giờ chiều. Lúc đầu anh ta còn có chút nghi ngờ, vì không nhớ mình có quen người này, hỏi trợ lý cũng nói không có ấn tượng gì. Do Hee nghĩ ngợi một lúc, vừa không muốn mất miếng thịt đã dâng đến miệng, vừa không muốn phụ lòng người khác, nên đã gọi điện thoại lại cho cô gái ở đầu dây bên kia. Giọng cô gái vô cùng ngọt ngào cuốn hút, nói là trưởng phòng Lee sắp xếp đến, có một món nợ nhất định phải trả cho đạo diễn Do Hee. Anh ta nghe xong nhớ lại tiệc rượu hôm đó, không còn nghi ngờ gì nữa, nở nụ cười đắc ý. Quà cũng đã mang đến rồi, có lý gì mà không nhận chứ? Lúc anh ta lái xe đến khách sạn, trên đường nhận được điện thoại của vợ, hỏi anh ta lúc nào về nhà, nhưng lúc này não của anh ta đã bị đầu dưới chi phối, làm gì còn tâm trạng về nhà. Chỉ nói bận công việc rồi nhanh chóng tắt máy, sau đó không chần chờ gì nữa đi vào thang máy, tìm đến phòng cô gái, lúc gõ cửa còn cười như được mùa, lúc cửa mở ra cô gái bên trong cũng không làm anh ta thất vọng, thân hình nóng bỏng, khuôn mặt gạ tình, một chiếc váy đen tôn lên đường cong nuột nà, dường như đã quá quen với việc tiếp khách. Hai người không nói nhiều lập tức lao vào nhau, mấy tiếng sau, Do Hee vui vẻ rời khỏi khách sạn. Vừa lái xe vừa hút thuốc như đang nhớ lại sự kích thích lúc nãy. Nhưng lát sau, trợ lý gọi điện thoại đến, nói đã xảy ra chuyện lớn, vừa lúc nãy anh ta nhận được một đoạn video sex, nam nữ chính trong video chính là Do Hee và Cheong Yeon. Không cần đoán cũng biết, anh ta đã trúng mỹ nhân kế, bị người khác đưa vào chồng. Do Hee nói với trợ lý số phòng, bảo anh ta lập tức đến đó tìm cô ta, sống phải thấy người, chết phải thấy sắc, đoạn video này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Nhưng lúc trợ lý chạy đến khách sạn, đã không thấy cô ta đâu nữa, đến chăn gối đều đã dọn sạch, quyền chủ động đều đang trong tay người khác, việc Do Hee có thể làm chỉ là đợi. Quả nhiên chưa đến 10 phút sau, đã có người gọi điện thoại đến, anh ta vừa bắt máy đã hỏi đối phương cần bao nhiêu. Ai ngờ cô ta cười nhạt nói, tôi không cần tiền, chỉ muốn chơi một trò chơi trong 90 phút. Tôi nói, anh làm. Nếu không tôi sẽ đăng video đó lên mạng khiến anh thân bại danh liệt. Từ khoảnh khắc này trời đi, tiền của anh, gia đình anh, kể hết ra cho tôi. Vừa nghe yêu cầu này, anh ta lập tức muốn từ chối, không cần biết cô ta có mục đích gì, nhưng sắp xếp người khác theo ý mình. Anh ta không thể chấp nhận được, Do Hee vừa kể vừa cầm một chiếc điện thoại khác, gửi tin nhắn cho trợ lý. Bảo trợ lý định vị cô ta, tóm cô ta đến gặp anh ta. Nhưng định vị cũng cần có thời gian. Anh ta bắt buộc phải giữ liên lạc cho đến lúc định vị được, không còn cách nào chỉ có thể đồng ý yêu cầu của Cheong Yeon, chơi trò chơi 90 phút cùng với cô ta. Việc đầu tiên, anh ta phải quỳ xuống xin lỗi một nữ diễn viên. Vì lúc diễn viên đó mới vào nghề đã bị anh ta lợi dụng thân phận đạo diễn làm nhục, xong việc, còn không biết xấu hổ nói với nữ diễn viên, đây chính là quy tắc ngầm của giới giải trí, người mới nào cũng phải trải qua. Bây giờ, cô gái đã rút khỏi showbiz, làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng kiểu Tây. Do Hee làm theo yêu cầu, đi đến nhà hàng quỳ xuống nói xin lỗi, nhưng thái độ làm cho qua chuyện của anh ta khiến nữ diễn viên càng thêm căm hận. Đá một phát vào người, ném khăn lau bàn vào mặt anh ta rồi rời đi. Hành động của hai người đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khách ở đó. Do Hee không biết giấu mặt vào đâu, lập tức ra khỏi đó. Sau khi ra ngoài, anh ta nhận được yêu cầu thứ hai, lần này là đến trường quay của tập đoàn mình, đứng trước mặt phóng viên tiết lộ thông tin bẩn của một nữ người mẫu, dụ dỗ, hối lộ đạo diễn, dùng thủ đoạn để có được hợp đồng. Anh ta vừa nói xong, phóng viên đã nhanh chóng vây đến. Sự nghiệp của nữ người mẫu cũng coi như sụp đổ từ đây. Trò chơi đã đến bây giờ, anh ta cũng không định tiếp tục nữa. Hai yêu cầu trước đã làm anh ta vô cùng mất mặt, còn mất đi sự nghiệp trong giới giải trí. So với những việc này, một video sex nhỏ nhoi không còn quan trọng nữa. Nhưng cô ta dường như biết rất rõ về cuộc sống của anh ta. Nói ra một cái tên là mối tình đầu của anh ta, cô ấy vì anh ta mà từ bỏ hết tất cả, anh ta lại vì tiền vứt bỏ cô. Vừa duy trì hôn nhân, vừa lừa cô gái sau này sẽ cưới cô, lúc anh ta theo yêu cầu đến chỗ ở của cô gái. Cô ấy đã tự sát, con dao đâm vào cổ, đã không còn hơi thở, mà trong máy tính đang chiếu cảnh anh ta bước vào phòng.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên, Cheol Myeon nói cô ta đã báo cảnh sát lập tức sẽ đến hiện trường. Mà Do-hee sẽ trở thành kẻ tình nghi đầu tiên, cho đến lúc này anh ta mới nhận ra, vở kịch mà đối phương tạo ra, không đơn giản chỉ để trả thù, mà còn muốn tống anh ta vào tù. Do-hee phờ phạc chạy về nhà. Lúc nhìn thấy vợ vẫn dùng những lời lẽ lừa bịp. Cho dù có ai nói xấu anh với em vẫn sẽ tin anh. Đúng không? Người vợ nghe xong cười nhạt, sau đó nói, không phải em đã nói anh hãy về sớm rồi sao? Anh là một tên phế vật. Đàn ông phong lưu em có thể nhẫn nhịn. Nhưng tại sao bố mẹ kế của em cũng không tha? Anh ta không ngờ vợ mình đã biết từ lâu, không còn gì để giải thích chỉ có thể rời khỏi nhà. Nhận được điện thoại của trợ lý gọi đến, cảnh sát đang truy nã anh ta, giới giải trí cũng không chấp nhận anh ta. Do-hee bây giờ đã bước đến đường cùng, anh ta bước lên sân thượng, nhảy xuống kết thúc đời mình. Cuối bộ phim bí mật đã được lật mở, Cheol Myeon ngồi trong xe vẻ mặt đắc ý, còn người đang lái xe chính là trợ lý của Do-hee. Một chiếc tàu điện ngầm đi qua, trong xe, mối tình đầu của Do-hee, người vốn đã tự sát, họ đều chỉ là những con tốt trên bàn cờ, mà người đứng sau vụ này chính là vợ anh ta. Cô ấy có thể chấp nhận dã tâm của chồng, cũng có thể nhẫn nhịn tính trăng hoa của anh ta, nhưng không thể chấp nhận anh ta lén lút với mẹ kế mà cô ghét nhất, làm bẩn gia đình trong sạch của cô.